Nổi bật trong bản tin ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng trước vòng 1/8. Tôi nhận thấy các bàn thắng của đội tuyển Jordani đến từ một công thức là chuyền dài, và tôi cùng ban huấn luyện sẽ có cách để giải quyết vấn đề này. Thay đổi chế độ lương, tiền ăn, bảo hiểm, đây chính là niềm vui đầu năm của các vận động viên và các huấn luyện viên. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng 1/8 của Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Jordani. Chiều nay thì đội tuyển đã có buổi tập cuối cùng trước thềm trận đấu với đội tuyển Jordani. Trong đó ban lãnh đạo của đội bóng cũng đã có những quyết định cũng như là những chỉ đạo để giúp cho các cầu thủ của chúng ta có thể trạng thái tinh thần cũng như thể lực tốt nhất trước thềm trận đấu này. Thưa quý vị, do ban tổ chức của sân Al Matouk tại Dubai muốn bảo dưỡng hàm mặt sân trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordani, vì thế cả hai đội đã không có buổi tập làm quen sân đấu như thông thường. Cả hai đội chỉ có khoảng 10 phút dạo bộ quanh sân để làm quen với không gian. Việc khảo sát sân đấu trước trận đấu là vô cùng quan trọng, bởi bên cạnh mặt sân thì việc đánh giá được tình hình thời tiết ảnh hưởng như thế nào đến trận đấu cũng giúp cho các đội có thể chủ động hơn. Bây giờ là thời điểm 4 giờ chiều tại Dubai, thời điểm mà trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordani đang diễn ra, và chúng ta có thể thấy là cột cờ góc gió thổi rất mạnh. Thông qua việc khảo sát sân đấu thì ban huấn luyện sẽ có được những tính toán về hướng gió, qua đó đưa ra những quyết định hợp lý. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành ra gần 10 phút để có những dặn dò, khích lệ và động viên tinh thần của các cầu thủ. Về tình hình lực lượng đội tuyển Việt Nam lúc này, 23 cầu thủ đều khỏe mạnh, có tình trạng thể lực tốt và hoàn toàn có thể ra sân. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh sẽ trở lại và hoàn toàn sung sức. Các thủ môn của đội tuyển Việt Nam được tập luyện rất kỹ càng những tình huống bóng bổng, bởi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordani rất có thể sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết gió rất mạnh. Bên cạnh đó thì đội tuyển Jordani cũng rất hiệu quả ở những tình huống đá phạt. Họ đã có 2 bàn từ các tình huống phạt góc. Các cầu thủ lúc này đều rất tự tin và hào hứng trước thử thách là đội tuyển Jordani. Và chúng ta hy vọng là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục mang tới những màn trình diễn ấn tượng cho khán giả Việt Nam, và đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục ở lại Dubai để thi đấu vòng tứ kết của Asian Cup năm nay. Quang Việt, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tác nghiệp từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordani cũng đã được tổ chức, và mở đầu chính là lời chúc mừng của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Jordani, ông Pokerman, dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi đã giành quyền vào vòng 1/8. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bỉ, ông cũng rất thể hiện sự quyết tâm của mình sẽ có được một kết quả tích cực nhất trong trận đấu sắp tới. Chúng tôi muốn chúc mừng đội tuyển Việt Nam vì đã giành quyền góp mặt tại vòng 1/8, nhưng đây sẽ là trận đấu loại trực tiếp và mọi thứ sẽ rất khác. Đội tuyển Việt Nam là một tập thể mạnh, một đội bóng tốt với nhiều cầu thủ có kỹ thuật, có tốc độ và cả sức mạnh. Nhưng chúng tôi cũng có những cầu thủ như vậy. Cá nhân tôi và các cầu thủ đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng và nghiên cứu rõ về đội tuyển Việt Nam. Vậy nên, tất cả sẽ cố gắng để có được một kết quả tích cực. Chúng tôi đã có tấm vé cuối cùng nhờ chỉ số fair play, và điều đó khiến toàn đội cảm thấy rất hưng phấn. Tôi biết đội tuyển Jordani kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu cùng thành tích giữ sạch lưới. Điều đó cho thấy họ có hàng phòng ngự tốt. Nhưng khi nghiên cứu băng hình, tôi nhận thấy các bàn thắng của đội tuyển Jordani đến từ một công thức là chuyền dài, và tôi cùng ban huấn luyện sẽ có cách để giải quyết vấn đề này. Em với các đồng đội đã xem video Jordan thi đấu và cũng đã rút được những cái kinh nghiệm. Họ đã ghi bàn 2 bàn thắng từ phạt góc. Huấn luyện viên trưởng cũng đã có những cái nhắc nhở và những cái rút kinh nghiệm để mà chống được những cái quả phạt góc đấy. Bản thân Lâm cũng rút được ra những kinh nghiệm trong 3 trận đấu vừa qua, và sẽ cố gắng thi đấu hết mình và giúp cho đội nhà. Chúng ta vừa đến với những chia sẻ của các đại diện hai đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordani trước thềm cuộc đọ sức tại vòng 1/8. Tất cả đều đã cho thấy sự am hiểu khá kỹ về đối thủ, cũng như là có được sự chuẩn bị kỹ càng về mặt thể chất cũng như là tinh thần. Và điều này chắc chắn sẽ hứa hẹn mang tới một trận đấu vô cùng kịch tính và khó có thể đoán định. Quốc Hiếu, Việt Hưng, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đưa tin từ thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Đội tuyển Việt Nam sẽ có được lực lượng mạnh nhất ở trận đấu gặp đội tuyển Jordani khi mà trung vệ Đỗ Duy Mạnh trở lại sau án treo giò. Vì vậy nên chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ có những điều chỉnh vào đội hình xuất phát so với trận đấu trước. Trong khung thành là thủ môn Đặng Văn Lâm. Sự trở lại của Duy Mạnh giúp đội tuyển Việt Nam có lực lượng tốt nhất ở hàng phòng ngự. Như vậy bộ ba trung vệ sẽ là Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng. Thay đổi lớn nhất so với trận gặp Yemen có thể đến bên cánh trái. Văn Hậu sẽ được đẩy về vị trí sở trường của mình. Bên cánh đối diện, Trọng Hoàng với sức mạnh và sự lì lợm hứa hẹn sẽ mang đến sự chắc chắn trong phòng ngự và mạnh mẽ khi tấn công. Các tiền vệ trung tâm vẫn là bài toán khó giải nhất với huấn luyện viên Park Hang-seo, dù nó đã được thay đổi sau từng trận trước đối thủ to cao, tranh chấp tốt như Jordani. Có thể cặp Hùng Dũng, Đức Huy sẽ được sử dụng. Bộ ba trên hàng tấn công dự kiến không có sự thay đổi bởi Quang Hải, Văn Đức và Công Phượng vẫn đang chơi khá tốt. Đội tuyển Việt Nam đã có một hành trình vượt khó rất đáng khen tại vòng bảng Asian Cup 2019. Chúng ta đã có một bước tiến dài hơn tại sân chơi châu lục khi đã giành quyền vào vòng 1/8. Trước mắt sẽ là đội tuyển Jordani, một đối thủ không còn xa lạ gì nữa với đội tuyển Việt Nam. Và hãy cùng với chúng tôi đến với nhận định của huấn luyện viên Mai Đức Chung về đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lần này. Tại vòng loại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã gặp đội tuyển Jordani 2 lần. Và ở cả hai lần đối đầu ấy, kết quả đều bất phân thắng bại. Trong khoảng thời gian diễn ra vòng loại Asian Cup 2019, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và đóng góp công lớn giúp đội tuyển của chúng ta giành vé chơi ở vòng chung kết. Vì thế, ông cũng hiểu khá rõ về đối thủ này. Cái hàng phòng ngự người ta đã rất là chặt chẽ và có tổ chức. Vừa qua người ta không bị thủng lưới bàn nào. Huấn luyện viên trưởng rồi các vận động viên ở trong đội Jordani phát biểu, người ta rất tự tin và người ta không sợ một đối thủ nào cả. Có một cái vận động viên tiền vệ bên phải rất là tốt, số 13 đó. Và những cái quả người ta cũng sở trường quả bóng bổng. Khi tạt bóng vào thì chính cậu đó đã dâng lên tấn công và đánh đầu ghi bàn. Đánh giá cao đội tuyển Jordani, tuy nhiên cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam vẫn không phải là thấp. Nếu có một đấu pháp hợp lý cộng với tinh thần thi đấu tốt như những trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung tin rằng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để tiến xa hơn. Tôi cũng rất tin đội chúng ta. Chúng ta vào đến đây là đã hoàn thành nhiệm vụ. Thì chính vì thế tư tưởng rất là thoải mái, tâm lý cũng rất là thoải mái và yêu cầu của lãnh đạo tổng cục cũng như liên đoàn và của người hâm mộ không phải là yêu cầu quá cao với đội tuyển bóng đá của chúng ta. Sự hiểu biết của hai đội về nhau chắc chắn sẽ khiến cho trận đấu sắp tới khó khăn hơn cho cả hai. Tuy nhiên, sau khi vượt qua được rất nhiều những giải đấu khó khăn trong năm 2018, người hâm mộ vẫn có lý do để đặt niềm tin vào thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong cuộc đối đầu sắp tới. Không hẹn mà gặp cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordani đều lựa chọn thủ môn số 1 của mình để trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước thềm trận đấu. Nếu như Văn Lâm của chúng ta cho biết đã tìm hiểu rất kỹ về đối thủ cũng như rút ra được khá nhiều bài học kinh nghiệm, thì thủ môn số 1 của đội tuyển Jordani sẽ mang đến một câu chuyện khá thú vị. Thưa quý vị khán giả, khi mà tìm hiểu về đội tuyển Jordani thì chúng tôi đã xem được một đoạn clip khá thú vị về thủ môn đội trưởng của đội bóng này, thủ môn Amr Shafi, người vẫn được gọi với biệt danh là cá voi của châu Á bởi Amr Shafi có chiều cao tới 1m92 và có những tình huống bay người cứu thua rất xuất sắc. Thủ môn này cũng đã có được một bàn thắng cho đội tuyển Jordani. Năm nay Amr Shafi 36 tuổi và anh đã có bàn thắng cho đội tuyển Jordani vào cuối năm ngoái. Một bàn thắng tới từ một tình huống phát bóng lên trong trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ. Thủ môn Amr Shafi xuất thân là một tiền vệ và anh cũng đã từng thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và sau này thì mới chuyển sang thi đấu ở vị trí thủ môn. Và thậm chí đã có những phóng viên hỏi đùa rằng là trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Amr Shafi có lên chơi ở vị trí tiền vệ hay không? Tôi là một thủ môn thôi, tôi sẽ thi đấu ở vị trí thủ môn chứ. Trước đây khi 15 tuổi, tôi là một tiền vệ, nhưng sau đó chọn vị trí cho mình là ở khung thành. Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng có tiến bộ rất nhanh thời gian qua. Chúng tôi rất tập trung và tự tin ở trận đấu này và sẽ thi đấu hết sức. Ngoài việc nằm trong số ít thủ môn từng ghi bàn, thì Amr Shafi còn là một thủ môn từng không may gặp phải một bàn thua ngớ ngẩn vì bóng đập khung thành, đập vào anh, đi vào lưới ở một trận đấu ở cấp độ câu lạc bộ. Clip bàn thắng này khá nổi tiếng và có hàng trăm nghìn lượt theo dõi.
Sắp phi sẽ là thử thách mà các chân sút của đội tuyển Việt Nam cần vượt qua để chúng ta hướng tới việc giành quyền vào tứ kết Asian Cup. Vòng bảng Asian Cup 2019 thì đã khép lại với rất nhiều bàn thắng được ghi. Mới đây thì ban tổ chức đã tiến hành bầu chọn bàn thắng đẹp nhất ở vòng đấu vừa qua. Trong đó đội tuyển Việt Nam cũng có bằng một bàn thắng trong đề cử này. Theo đó, bàn thắng của Quang Hải và lưới đội tuyển Yemen đã góp mặt trong 10 pha lập công, được đề cử vào danh sách bình chọn những bàn thắng đẹp nhất vòng bảng. Pha lập công của Nguyễn Quang Hải là đề cử duy nhất được thực hiện trực tiếp từ tình huống đá phạt cố định. Ngoài bàn thắng của Quang Hải, khu vực Đông Nam Á cũng có một bàn thắng khác nằm trong top 10 bình chọn, đó là pha dứt điểm của tiền vệ Chanathip Songkrasin của đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Bahrain. Sau thành tích không tốt tại Asian Cup 2019, huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson đã nói lời chia tay đội tuyển Philippines. Trong khoảng thời gian gắn bó với đội tuyển Philippines, huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson đã cùng với đội bóng này vào bán kết AFF Cup. Nhưng ở Asian Cup 2019, đội tuyển Philippines dưới sự dẫn dắt của ông đã dừng bước ngay từ vòng bảng khi để thua 3 trận, ghi được một bàn thắng và để lọt lưới tới 7 bàn. Quý vị và các bạn, vào ngày mai sẽ diễn ra hai trận đấu trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp tại Asian Cup 2019. Ngay sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ là đội tuyển Jordani, thì một đại diện khác của Đông Nam Á đó chính là đội tuyển Thái Lan cũng sẽ có một cuộc đọ sức với đội tuyển Trung Quốc. Trước trận đấu với Thái Lan ở vòng 1/8 Asian Cup, đội tuyển Trung Quốc liên tục gặp phải những tổn thất về lực lượng. Tiền vệ Yu Han Chao, người bị chấn thương trong trận thua 0-2 của Trung Quốc trước Hàn Quốc vừa qua, đã vắng mặt trong buổi tập và không thể thi đấu. Huấn luyện viên Marcelo Lippi đã điều chỉnh đội hình của đội để tính tới sự vắng mặt của Yu Han Chao và hậu vệ Liu Yang sẽ đảm nhiệm vị trí cánh trái trong trận gặp Thái Lan. Ngoài Yu Han Chao, tiền vệ Wu Lei, thủ lĩnh nơi hàng công của đội tuyển Trung Quốc, nhiều khả năng cũng vắng mặt. Wu Lei đã bị gãy xương vai sau khi ghi hai bàn vào lưới của đội tuyển Philippines và không thể ra sân trong trận tranh ngôi nhất bảng với Hàn Quốc. Đối thủ của đội tuyển Trung Quốc là Thái Lan cũng gặp tổn thất về lực lượng khi tiền vệ Sarawat Smith bị chấn thương lưng nghiêm trọng và không thể góp mặt trong trận đấu sắp tới. Dẫu vậy, huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Thái Lan, ông Sirisat Yoyathai vẫn rất tự tin trong trận đấu sắp tới. Tất nhiên tôi không kỳ vọng vào một trận đấu dễ dàng trước Trung Quốc. Trung Quốc thường sử dụng bóng dài nên Thái Lan phải có chiến thuật phù hợp. Nhưng tôi có niềm tin rằng Thái Lan sẽ có một trận đấu tốt trước Trung Quốc và hoàn toàn có thể chặn đứng họ để đi tiếp. Và một chút hy vọng thì bọn em cũng sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng của mình. Bằng nỗ lực tột cùng, bằng ý chí thép, thầy trò huấn viên Park Hang-seo đã tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Người hâm mộ Việt Nam hãy cùng sát cánh cổ vũ cho các cầu thủ của chúng ta viết tiếp lịch sử tại Asian Cup. Đội tuyển Jordani, đội tuyển Việt Nam, 18 giờ ngày 20 tháng 1. Bình luận trước trận đấu lúc 16 giờ 45. Ngay sau đó, đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Trung Quốc lúc 21 giờ ngày 20 tháng 1 và đội tuyển Iran, đội tuyển Oman 0 giờ ngày 21 tháng 1 trực tiếp trên VTV6, VTV5 và app thể thao VTV Sport. Tạm chia tay với những tin tức tại Asian Cup 2019. Ngay lúc này thì đội tuyển U22 Việt Nam cũng đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng sắp tới. Và trước mắt sẽ là trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Ulsan Hyundai của Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 1 tới. Sau gần một tuần tập trung vào việc luyện tập thể lực thì ngày hôm nay huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã cho những học trò của mình tập thêm về mảng chiến thuật. Buổi tập chiều nay của đội tuyển U22 Việt Nam diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi khi trời hửng nắng và không quá lạnh. Ngoài việc rèn thể lực cho các học trò, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn bắt đầu đan xen các bài tập chiến thuật. Trong đó ông đã tính tới việc lắp ghép đội hình và thử nghiệm một vài vị trí mới cho trận giao hữu với câu lạc bộ Ulsan Hyundai sắp tới. Ngoài ra, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn còn đặc biệt chú ý đến các tình huống đá phạt góc cố định khi luôn phải tận tay chỉnh từng vị trí cho các học trò. Lúc này, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ còn Phan Thanh Hậu và Âu Dương Quân phải tập riêng do chấn thương. Tuy nhiên, nhiều khả năng cả hai cầu thủ này sẽ sớm bình phục trong vài ngày tới. Ngày mai, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tập đầu tiên với câu lạc bộ Phú Đồng vào lúc 15:30. Đây cũng sẽ là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá kết quả sau gần một tuần tập trung của đội tuyển U22 Việt Nam. Trước đây thì mức lương của các vận động viên là khá thấp, trung bình vào khoảng từ 3 đến 4 triệu một tháng. Có thể nói là thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung của xã hội. Tuy nhiên, vào cuối năm 2018 thì một nghị định đã ra đời
theo đó làm thay đổi đáng kể về tiền ăn, lương, thưởng cũng như bảo hiểm đối với các vận động viên và các huấn luyện viên. Theo nghị định mới, tiền lương của các huấn luyện viên và vận động viên đội tuyển quốc gia đã tăng đáng kể. 375.000 trong một ngày công làm việc với các huấn luyện viên, 270.000 với các vận động viên chuyên nghiệp, tăng 120.000 đồng so với trước. Điều này đã giúp thu nhập của các vận động viên, huấn luyện viên được cải thiện hơn rất nhiều. Vui chứ ạ, vận động viên nào được tăng chế độ thì cũng vui. Nếu mình vui, tăng lương là vui, rất là vui. Tiền lương của đội tuyển thì được tăng lên thì một tháng như tầm 6-7 triệu một tháng. Tăng tiền lương thì có gửi về cho gia đình nhiều thêm một chút thôi. Sự thay đổi cũng đến từ tiền ăn hàng ngày. Mức cũ chỉ là 200.000 đồng, nay đã tăng lên 290.000 đồng cho cả vận động viên chuyên nghiệp và các vận động viên đội trẻ. Điều này đảm bảo cung cấp một chế độ dinh dưỡng đủ cho các vận động viên trong tập luyện lẫn thi đấu. Đấy, mà tiền công, tiền ăn là đều tăng hết. Và cái đấy là rất là mừng để làm sao mình tập trung và mình cống hiến và mình quyết tâm cao hơn. Về tinh thần của các vận động viên, huấn luyện viên là lên rất cao. Không phải vì họ nhận thêm được một đồng mà tạo được cái động lực cho họ tập, nhưng mà cái sự quan tâm của nhà nước đối với họ là chính là cái động lực rất lớn để họ phấn đấu. Cuộc cách mạng lớn nhất có lẽ đến từ việc trang bị bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho các vận động viên, một điều trước đây chưa từng có. Bảo hiểm là một cái gì đấy để cho bọn em gắn bó với thể thao lâu dài hơn ạ? Và tôi cho đây là một trong những cái chính sách mà có thể nói là rất là đột phá đối với ngành, và vận động viên, huấn luyện viên họ rất là mừng là khi có một cái chính sách bảo hiểm đối với họ, họ yên tâm trong quá trình họ tập luyện và thi đấu đối với thể thao thành tích cao. Rõ ràng, nghị định mới đã tạo một cú hích tinh thần rất lớn, giúp các vận động viên an tâm hơn khi quyết định theo con đường thể thao và tăng thêm quyết tâm để mang vinh quang về cho Tổ quốc.